What's up cho anh em, Tùng Chôn đây. Như các bạn nhìn thấy ở trên bàn của mình hiện nay, ở bên tay trái đó chính là LG G5, còn ở bên tay phải của mình đó chính là Galaxy S6. Galaxy S6 thì đã khoảng hơn 2 năm tuổi rồi, trong khi đó LG G5 mới chỉ hơn 1 năm tuổi mà thôi. Tuy nhiên cả hai cái chiếc máy ở đây của mình thì hiện tại các bạn đều có thể sở hữu trong cái phân khúc mức giá đó chỉ là 3,5 triệu đồng. Và đó chính là cái lý do ngày hôm nay mình thực hiện speed test cả hai cái chiếc máy này với nhau, để tìm ra xem là đâu sẽ là chiếc máy cho chúng ta một cái hiệu năng là tốt nhất ở trong cái phân khúc mức giá này. Đối với lại chiếc Samsung Galaxy S6 của chúng ta, do tuổi già sức yếu đã ra mắt được khoảng tầm hơn 2 năm tuổi rồi, chứ vậy cái cấu hình trong Galaxy S6 sẽ có thiệt thòi hơn một chút so với lại LG G5, khi Galaxy S6 chỉ mang cho mình cái con chip đó chính là Exynos 7420 cùng với đó là 3GB RAM. Còn đối với lại chiếc LG G5, sinh sau đẻ muộn nên là sẽ sở hữu một cái cấu hình cao cấp hơn so với lại Galaxy S6, đó chính là Snapdragon 820 cùng với đó là 4GB RAM. Thông tin thêm cho các bạn một chút về cái con chip Exynos 7420 ở trên Galaxy S6 thì Galaxy S6 được ra mắt ở cái thời điểm đó chính là cái con chip Snapdragon 810 của Qualcomm bị dính cú phốt quá nhiệt, và có thể nói là cái con chip Exynos 7420 này thì nó sẽ có một cái hiệu năng, có thể nói rằng cái con chip Exynos 7420 này nó có một cái hiệu năng là tốt hơn so với lại Snapdragon 810. Chứ vậy cái video speed test ngày hôm nay thì nó không chỉ đơn thuần là giữa hai cái sản phẩm trong cái phân khúc mức giá là 3,5 triệu đồng, mà còn là một cái cuộc speed test có thể nói là Snapdragon 810 khi không bị quá nhiệt so sánh với lại Snapdragon 820. Và đây thì mình sẽ show cho các bạn xem cái điểm AnTuTu của hai thiết bị này. Galaxy S6 thì có một cái số điểm hơi khiêm tốn một chút, đó chỉ là hơn 80.000 điểm mà thôi. Trong khi đó LG G5 có một cái số điểm khá là kinh khủng, đó chính là 143.000 điểm. Như vậy là gần như là gấp đôi so với lại cái chiếc Galaxy S6 của chúng ta. Thêm một chút nữa về điểm 3D thì LG G5 có một cái số điểm là khoảng tầm gần 60.000 điểm, 57.000 điểm. Trong khi đó cái chiếc Samsung Galaxy S6 của chúng ta chỉ đạt khoảng là gần 20.000 điểm, hơn 17.000 điểm. Và như vậy là chúng ta có một cái điểm số 3D chênh nhau khoảng tầm 3 lần. Và tất nhiên con số vẫn chỉ là con số, và chúng ta sẽ phải thực hiện một cái bài speed test để xem là thiết bị nào có hiệu năng tốt hơn. Mặc dù là cấu hình có chênh nhau, nhưng ở đây thì về mặt phần mềm mình sẽ show cho các bạn xem là cả hai cái thiết bị này của mình thì đều đang chạy ở cái phiên bản Android là 7.0 nhá. Đối với lại LG G5 thì trong tương lai có thể là cái chiếc máy này sẽ được lên Android là 8.0. Trong khi đó Galaxy S6 có thể là cái bản Android 7.0 này sẽ là cái bản cập nhật Android cuối cùng của cái chiếc máy này. Rồi, và bây giờ không dài dòng nữa thì mình sẽ clear toàn bộ ứng dụng cả hai máy đi, và chúng ta sẽ đến với cái phần thi, đó chính là kiểm tra cái khả năng load game cũng như khả năng đai nhiệm của hai cái máy này. Rồi, như các bạn nhìn thấy ở đây mình đã tắt tất cả các ứng dụng đang chạy nền đi rồi, và mình sẽ vuốt cái thanh công cụ của Android xuống cho các bạn xem là mình đã tắt tất cả các kết nối, không bật ở chế độ tiết kiệm pin, để ở chế độ ở máy bay ở trên cả hai máy. Và chúng ta sẽ bắt đầu luôn đến cái phần thi đầu tiên, đó chính là khởi động lại nhá. Rồi, ok, nào, các bạn sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Rồi, như vậy các bạn có thể thấy là trong cái phần thi khởi động lại đầu tiên thì chiếc Samsung Galaxy S6 đã là người giành chiến thắng. Theo sau một vài giây đó chính là LG G5. Và phần thắng này tất nhiên là mình vẫn sẽ xử thắng cho chiếc Galaxy S6 của chúng ta. Và như các bạn có thể thấy là cả hai chiếc máy của mình cùng đã khởi động lên rồi. Mình sẽ cho các bạn kiểm tra lại là không có bất kỳ một cái ứng dụng nào đang chạy nền trên cả hai máy nha. Đây các bạn có thể thấy. Mình sẽ vuốt thanh công cụ xuống để cho các bạn kiểm tra lại một lần nữa là mình không có bật tắt hay là cái gì lên cả. Chỉ có chế độ máy bay mà thôi. Rồi, và bây giờ có 8 tựa game ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu với tựa game đầu tiên, đó chính là Magic Touch. Ok, ở cái tựa game này do cái chiếc LG G5 của chúng ta nó phải load cái Google trò chơi. Nhưng mà các bạn có thể để ý là cái vẽ vòng tròn ấy thì cả hai máy cùng vẽ xong. Chính vậy mình thấy là cái tốc độ load game là tương đồng nhau. Chính vậy ở trong cái tựa game này mình sẽ xử hòa. Mình cũng không hiểu sao là cả hai máy mình cùng đã tải cái play trò chơi này rồi, nhưng mà LG G5 thì phải load cái này, còn Galaxy S6 thì không. Chúng ta sẽ sang tựa game thứ hai, đó chính là Jetpack Joyride.
Ok, ở trong tựa game Jetpack Joyride này thì cái chiếc LG G5 của mình đã chạy nhanh hơn một chút so với lại cái chiếc Galaxy S6, một phần thắng dành cho LG G5. Chúng ta sẽ sang Zombie the Tsunami. Uầy, ở trong tựa game này các bạn có thể thấy là cái chiếc S6 của chúng ta lại lốt nhanh hơn một chút. Và lần này thì mình sẽ xử thắng cho chiếc Galaxy S6. Chúng ta sẽ sang Dumb Way to Die 2. Uầy, các bạn có thấy không ạ? Galaxy S6 tiếp tục vào nhanh hơn một chút so với lại cái chiếc LG G5 của chúng ta. Đó, mình cũng khá là bất ngờ đấy ạ. Rồi, và chúng ta sẽ sang tựa game tiếp theo, đó chính là Subway Surfer. Wow, mình không hiểu sao LG G5 tựa game này lại để thua chiếc Samsung Galaxy S6 nhỉ? Một phần thắng dành cho Galaxy S6. Rồi, chúng ta sẽ sang tựa game tiếp theo, Temple Run 2. Ok, ở trong tựa game Temple Run 2 này các bạn có thể thấy là Galaxy S6 vẫn có một cái tốc độ load là nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với lại LG G5. Rồi, và một phần thắng dành cho Galaxy S6. Chúng ta sẽ đến với hai tựa game cuối cùng và cũng là hai tựa game nặng nhất, đó chính là Nova Legacy. Ok, các bạn có thể thấy là ở trong tựa game này thì chiếc LG G5 có vào nhỉnh hơn một chút so với lại Galaxy S6. Chúng ta sẽ lốt màn chơi nhá. Ok, ở trong cái phần lốt màn chơi thì Galaxy S6 để thua LG G5 rồi. Và một phần thắng rất thuyết phục dành cho LG G6. Đó, các bạn có thể thấy. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bỏ qua hướng dẫn này, ấn home ra để về cái màn hình chính. Chúng ta sẽ đến với tựa game cuối cùng luôn nhá, Alpha 8. Wow, LG G5 lại để thua Galaxy S6, rất bất ngờ. Không hiểu LG G5 có vấn đề gì về mặt phần mềm chăng? Mình cũng không rõ nữa. Nào, chúng ta sẽ phải thử load game để kiểm tra xem là liệu Galaxy S6 thắng hay là LG G5 thắng nhá. Nào, 3, 2, 1. Rồi, như vậy là lần này thì chúng ta đã có kết quả LG G5 do lợi thế về mặt GPU, cũng như là các bạn có thể thấy là điểm 3D của nó rất cao. Chính vậy, ở trong cái tựa game Alpha 8 này, khi mà load game vào game thì nó đã nhanh hơn so với lại Galaxy S6, một phần lội ngược dòng của LG G5. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc xong phần thi đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai, đó chính là kiểm tra khả năng đa nhiệm của LG G5 với lại Galaxy S6. Galaxy S6 chỉ có RAM là 3GB, còn LG G5 có RAM là 4GB. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra ngược nhá. Advan vẫn giữ ngon, Nova Legacy nào, ok vẫn giữ ngon, nào Temple Run 2, ok cả hai máy cùng giữ được rồi, Subway Surfer cả hai máy cùng giữ được, nào Dumb Way to Die 2, ok cả hai máy cùng giữ được, nào Zombie the Tsunami, Zombie the Tsunami G5 phải lốt lại nhưng S6 giữ được, nào chúng ta sang tựa game tiếp theo nhá, Jetpack Joyride. Uầy, G5 lốt lại rồi. Vậy thì chúng ta sẽ sang tựa game cuối cùng luôn, Magic Touch. Ok, như vậy là Magic Touch thì LG G5 cũng như là Galaxy S6 đều không giữ được. Và như vậy chúng ta đã có kết quả cuối cùng. Ở trong cái phần thi thứ nhất thì LG G5 để thua một vài cái tựa game so với lại Galaxy S6 ở cái phần load. Tuy nhiên đến với những cái tựa game nặng hơn như Nova Legacy hay là load game hay là vào màn chơi của Alpha 8 thì LG G5 với lợi thế là GPU mạnh hơn. Chứ vậy nó cho chúng ta một cái tốc độ là load khỏe hơn so với lại Galaxy S6. Ngoài ra thì mình cũng có tham khảo một vài cái thông tin. Thì do cái GPU ở trên Galaxy S6 thì nó yếu hơn so với lại LG G5, nên khi các bạn chơi những cái tựa game online mà nặng như là Liên Quân Mobile hay các thứ thì thỉnh thoảng nó sẽ có bị tụt FPS xuống một chút. Tuy nhiên là nếu các bạn sử dụng những cái ứng dụng nhẹ hơn, ví dụ như những cái tựa game nhẹ nhàng mình đang có ở đây, thì rõ ràng là Galaxy S6 có một cái tốc độ load là vượt trội hơn cái sản phẩm của LG là LG G5.
Còn sang với phần thi thứ hai, mình cũng không hiểu sao là với Android 7.0 LG G5 thực đa nhiệm chưa thực sự tốt như là Galaxy S6. Galaxy S6 chỉ có 3GB RAM mà không cần phải lốt lại lên tới là 7 tựa game, trong khi đó 4GB RAM của LG đã phải lốt lại 3 tựa game. Như vậy là khá là đáng buồn dành cho đội LG. Và mình thấy là Samsung chính là một trong những nhà sản xuất Android làm phần mềm mình thấy là tương đối tốt đấy. Ngày hôm nay thì mình sẽ chấm về cái mặt hiệu năng tổng thể của chiếc Galaxy S6 cho chúng ta một cái trải nghiệm là tốt hơn. Còn nếu các bạn chọn một cái sản phẩm dùng để chơi game thì các bạn nên quan tâm đến LG G5. Các bạn còn bất kỳ một cái thắc mắc gì đừng quên comment ở dưới bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu thấy video hay và bổ ích đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ mình cũng như ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.